Dạ bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy hướng về trên này đón xem bạn nữ của chúng ta hôm nay xuất hiện như thế nào. Xin mời bạn nữ. Anh Linh ơi. Hả? Bình thường thì em hay reo hò, em hay là coi như là em cũng thêm giọng mắm giọng muối vô khi mà thấy một cái nhân vật nữ nào đó xuất hiện. Nhưng mà khi bạn gái này bước ra thì em chỉ im lặng xích xoa và vỗ tay thôi, bởi vì là không còn cái từ nào mà để có thể diễn tả được sự duyên dáng và đáng yêu và khả ái của cô ấy anh à. Hình như anh thấy khán giả vỗ tay thật to, tức là cái khả năng sắc sảo càng to. Em ơi, em tên gì? Em là Ngân. Ngân, dạ. Em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 23 tuổi. Ngân 23 tuổi, Ngân làm gì nè? Dạ, em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Vậy là công việc hàng ngày của em tất nhiên là cũng sẽ tiếp xúc được rất là nhiều các đồng nghiệp, phải không? Dạ. Vậy mà chưa có ai hẹn hò sao? Dạ, thì bữa nay có nè. Thì em hỏi tí đó mà, anh nôn từ lắm. Từ từ để chàng trai tôi ra cái đã. Để từ từ nghe thông tin không có hết. Và bây giờ chàng trai chúng ta sẽ làm nghề gì đây? Bao nhiêu tuổi? Xin mời chàng trai. Chào bạn. Xin mời bạn. Wow. Tôi đoán làm hình như sếp à nha. Mời ngồi. Sếp hả anh? Sếp nha. Bên đây làm nhân viên thôi. Bạn tên là gì? Em tên là Lê Bạch Xuân. Tên cũng rất là lạ ha. Bạch Xuân tức là mùa xuân trỗi dậy đúng không? Kiểu qua mùa đông là bật lên mùa xuân đó. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 85, 28 tuổi. 28 tuổi. Làm nghề gì? Em là chuyên viên kinh doanh của tập đoàn Hợp Nhất. Chuyên viên kinh doanh, bên kia là nhân viên văn phòng. Thôi bây giờ để em khai thác bạn gái em một tí nữa, là tiếp xúc nhiều với đối tượng khách hàng cũng như các đồng nghiệp, mà tại sao em chưa tìm được đối tượng hẹn hò cho mình hả? Thứ nhất là đồng nghiệp công ty thì em nghĩ rằng có chủ hết rồi, mình không thể hái lung tung được. Rồi còn khách hàng thì chỉ có đại gia và đại thiếu gia thôi. Mà đại gia thì lại là quá tuổi, còn đại thiếu gia thì lại còn bé quá. Công việc của em là em tiếp xúc nhiều, vậy chắc là em có nhiều cái ưu điểm. Em tự giới thiệu về bản thân mình đi. Em là người rất là hoàn hảo. Hoàn hảo nha. Vui vẻ, nhiệt tình. Dạ. Ưu điểm vui vẻ, hoạt bát, tự tin. Đó bên kia sao chứ bên đây là nhiều ưu điểm dữ lắm luôn. Ở bên kia đó là thiếu gia không thích nè, đại gia không thích nè. Bên đây nhiều gia thích hơn. Nhiều gia. Bạn cũng làm văn phòng nhiều đúng không? Dạ. Tiếp xúc rất nhiều đẹp trai thế này, tại sao bạn vẫn ê sắc ấy? Em tiếp xúc nhiều nhưng mà toàn tiếp xúc với các bà các cô thôi. Cũng giống bên kia luôn. Các cậu, các em nhỏ, đây các bà các cô. Dạ. Thành ra là chưa tìm được hả? Dạ. Hay là bạn nhát quá? Dạ không nhát ạ. Bạo quá nên đôi khi là cái sự mạnh bạo quá của mình thì khiến cho con gái có cảm giác như là anh này có người yêu rồi. Cái gì mạnh bạo? Ý bạn nói nếu mạnh bạo quá. Mạnh bạo quá thì người ta tưởng có người yêu rồi. Dạ. Nhưng mà thật sự là tôi không tin là bạn đẹp trai thế này mà bạn chưa có người yêu. Đúng rồi, ai như anh mà. Ai nghĩ vậy hả? Đúng rồi ạ. Thế nên là ế. Nhưng thật sự là đó giờ bạn có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có. Có hả? Dạ. Mấy mối? Đếm thì 3 mối á. Mối nào dài nhất? Mối đầu ạ. Bao nhiêu lâu? 3 năm ạ. Mối ngắn nhất? 1 năm ạ. Lý do tại sao không đến với nhau được? Tại vì cứ đến với em là cô ấy đi lấy chồng thì... Kỳ vậy? Cứ đến mình là đi lấy chồng? Dạ vâng. Mình phải tìm ra nguyên nhân tại sao chứ. Có thể là do khuyết điểm của bạn nhiều quá. Không có. Không có khuyết điểm. Bạn là người hoàn thiện giống như bên kia luôn.